tại tỉnh Bình Dương, lãnh đạo thị xã Bến Cát cho biết trên địa bàn phường Mỹ Phước vừa xảy ra vụ điện giật làm cho ba người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 4, dòng mưa lớn kèm dông lốc đã làm cây xanh trên đường thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát ngã đè lên đường dây điện ba pha, hệ thống dây điện chiếu sáng và cáp quang. Lúc này bà N.T.N. sinh năm 1953, cụ tại phường Mỹ Phước từ trong nhà đi ra quét nước mưa và dắt phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã. Phát hiện sự việc, chồng bà N là ông NVNL sinh năm 1952, con trai NTB sinh năm 1983 và cháu nội TNNTG sinh năm 2011 chạy ra cứu thì cũng bị điện giật. Dù điện giật khiến chồng, con trai và cháu nội bà N tử vong tại chỗ, còn bà N bị thương nặng. Ngay sau vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.